Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phỏng vấn người dùng. Sau hơn 5 năm, Honda giới thiệu cái phiên bản Honda Civic thế hệ thứ 10 nhận được rất là nhiều thành công tại thị trường Việt Nam. Và cách đây không lâu thì Honda lại có một bước chuyển mình nữa để giới thiệu cho tất cả người dùng một mẫu Honda Civic thế hệ thứ 11, một bước lột xác hoàn toàn. Điều đó thì nó gây ra chúng ta rất là nhiều những cái tranh cãi ở trên diễn đàn Ô tô Sài Gòn. Và trong cái chương trình video hôm nay thì chúng ta được gặp một người dùng thực tế dòng xe Honda Civic để lắng nghe xem cái Honda Civic có những điểm gì nổi bật mà khiến cho người dùng lại chọn cái dòng xe Honda Civic. Trước khi chúng ta đến một cái câu hỏi đầu tiên, giống như những video thường lệ thì chắc có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu một chút xíu về người dùng dòng xe Honda Civic hôm nay nhé. Xin chào anh Thiện. Dạ, chào anh Dũng. Rồi, xin giới thiệu mọi người, mình tên là Dũng, hiện tại mình đang làm ở một công ty về bất động sản. Thì mình là người sử dụng Civic năm 2022, cho tới thời điểm này cũng được một năm. Thì trong một năm trải nghiệm với nhiều cung đường ở Việt Nam thì mình cũng có một số ý cũng muốn chia sẻ thêm với anh em, đặc biệt là những anh em muốn sở hữu dòng xe Honda Civic thế hệ thứ 11 này. Theo em biết thì anh Dũng đây là chiếc xe đầu tiên của anh. Chính xác. Và chắc chắn một chiếc xe đầu tiên thì anh phải nghiên cứu để xem cái một chiếc xe nó có những cái gì nổi bật. Vâng. Để có thể sắm và sở hữu chiếc xe như mình. Như vậy thì anh có thể chia sẻ những cái điểm nổi bật mà anh lại thích để khiến cho anh chọn lựa Honda Civic thế hệ thứ 11 này. Là một con xe đầu tiên mình lựa chọn để phục vụ cho mục đích thường nhật của gia đình. Thì Honda Civic đời thứ 11 nó có một cái thiết kế trung lập hơn so với lại Civic đời 10. Cái phần về tỷ lệ của xe nó nhìn được cân đối hơn và nó hướng tới những cái đối tượng người dùng như mình là gia đình vẫn có thể sử dụng được tốt Civic đời thứ 11. Đặc biệt cái phiên bản hôm nay của mình là phiên bản RS thì nó vẫn đâu đó nó vẫn còn có những cái nét thể thao nó còn động lại chứ không phải là một chiếc xe thuần tí là một chiếc xe trung tính không đâu. Chính nhưng xác. Mà để sâu chi tiết hơn thì anh Dũng có thể chia sẻ cho tụi em biết là những cái chi tiết nào về thiết kế ngoại thất mà anh Dũng lại thích nhất trên con Honda Civic thế hệ thứ 11 này. Ok, đầu tiên cái mà làm cho mình gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên của Honda Civic đó chính là cái phần đầu xe, đặc biệt là cái phần đèn này. Khi mà mình nhìn ở góc độ góc 45 độ, nó làm cho mình kết chấm ngay từ ban đầu. Thứ hai, phần đuôi xe, cái đèn đuôi xe của Honda Civic cũng thiết kế cũng rất đẹp, khác hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn so với Civic đời thứ 10. Nó không còn hầm hố, nó không còn là biểu tượng chữ C rất là ngầu. Tuy nhiên nó lại thể hiện sự cân bằng hơn và trung lập hơn dành cho những cái đối tượng người dùng ở độ tuổi cao hơn một tí. Ở trên cái phiên bản RS này nó có những cái chi tiết rất là đẹp mà em phải kể đến, là đầu tiên là phải có cái mâm. Yes. Mâm đen rất là đẹp. Rồi những cái chi tiết mà đen cũng xuyên suốt chiếc xe, mà khi mà nhìn từ bên hông xe hầu như một chiếc xe gọi là full đen, gọi là all black. Có những cái điểm nhấn ở phía sau và phía trước là logo RS cũng hết sức là đẹp. Theo như anh Dũng chia sẻ về với cái thiết kế hài hòa và trung tính như thế này thì thấy bản thân em nghĩ là cái thiết kế này lại an toàn hơn cho những người dùng Honda Civic ở thế hệ thứ 11 này. Nó giúp cho cái tiệp khách hàng nó sẽ mở rộng hơn. Như vậy thì em cũng tò mò tí xíu là quá trình khi mà anh đi xem xe nè, đi cọc xe nè, và đến khi mà nhận xe nó có thuận lợi hay không, và trong thời gian của anh thì nó có phải chờ đợi lâu không anh? Chia sẻ thật thì mình chờ Civic đời thứ 11 đâu đó tầm 6 tháng. Wow. Có nghĩa là từ thời điểm mình cọc đến lúc mà lấy xe, nhận được xe thì tầm 6 tháng. Trong thời gian này thì thật ra gia đình mình cũng khá là sốt ruột vì cái nhu cầu sử dụng xe nó gọi là hàng ngày, hàng tuần. Tuy nhiên mình vẫn quyết tâm là mình phải chọn được cái đời Civic thứ 11 này để làm cái xe đầu tiên của mình. Theo em biết là 6 tháng mà trong năm 2022 là cái giai đoạn mà xe nó rất là hiếm. Vâng. Mà đợi 6 tháng, mà đặc biệt là phiên bản RS này nữa là nhanh đó anh.
chứ không có chậm đâu. Vâng. Nhưng mà hiện tại thì thật sự mà nói thì người dùng mà khi mà xem video này thì cũng hết sức an tâm rồi. Cái nguồn cung hiện tại ở Honda Việt Nam chúng ta rất là dồi dào rồi. Tất cả các màu sắc và tất cả các phiên bản hầu như đã có rất là nhiều để cho chúng ta chọn lựa. Đi đến lái xe, lái thử, thích, vô cọc và mua ngay. Thật ra Civic nổi tiếng về ba nội dung là thứ nhất là về động cơ, thứ hai là cái khung gầm và thứ ba là cảm giác lái. Thì đó cũng là ba cái tiêu chí mình lựa chọn trên con xe Civic như thế này. Thì để mà minh chứng rõ ràng nhất thì cũng mời anh Thiện cùng với mình đi một vòng để xem cảm giác lái của Civic như thế nào. Dạ đi thôi, chúng ta mới nên trải nghiệm chứ, ngồi trong mới cảm nhận được. Dạ cảm ơn anh, đi. Wow, ngồi trong cái khoang nội thất này phải nói là choáng ngợp thật. Phải nói là lần nào mà vào chiếc Civic thế hệ thứ 2011 này thì đều phải choáng ngợp với những cái trang bị này. Có rất là nhiều những trang bị và lối thiết kế mới. Thì theo như thang điểm 10 đi, thì anh Dũng đánh giá cái thiết kế nội thất nó như thế nào ở trong thang điểm 10 đó? Theo mình đánh giá và chấm điểm cho phần nội thất của Honda Civic, mình sẽ chấm điểm 9 trên 10. Dạ, wow, số điểm phải nói là rất cao đó. Với những cái trang bị thiết kế mà bản thân em thì em ngồi đây em vẫn rất là thích với những cái thiết kế ở trên cái thế hệ thứ 11 này. Về công năng cũng như là cái sử dụng của những cái thiết bị này mình cảm thấy là nó rất là hữu dụng đối với mình. Dạ. Thứ nhất là màn hình hiển thị đầy đủ thông tin nội dung mình cần. Nó còn có kết nối Apple CarPlay không dây nữa anh ha. Cái thứ hai là cũng là về cái phần giải trí, 12 loa Bose nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân mình cũng như gia đình trên những chuyến hành trình trên đi tỉnh xa. Dạ. Thì anh Dũng còn muốn Honda Việt Nam có thể là nâng cấp hơn những trang bị nữa trên cái dòng xe Honda Civic của mình, thì anh muốn thêm trang bị những gì nữa? Thật ra cái này mình quay lại tí xíu cái thang điểm mình chấm điểm 9 khi nãy. Dạ. Có nghĩa là mình trừ một điểm là ở một số cái mình còn đâu đó mình vẫn cảm thấy Honda có thể trang bị tốt hơn, ví dụ như là phần màn hình. Về độ nhạy thì cũng ok, chấp nhận. Đúng rồi. Nhưng mà về cái hiển thị thì đâu đó mình nghĩ nó có thể hiển thị loại màn hình hiển thị tốt hơn. Dạ. Cái thứ hai là phần cái phần camera mà cặp lề. Dạ, camera rõ lên quách. Đấy, mỗi khi mình mở lên cặp lề thì cái chất lượng nó cũng chưa thực sự là được như mong muốn lắm. Chúng ta cũng có được những cái trang bị này hầu như là nó đã hơn những cái đối thủ cùng phân khúc nó rồi. Thì anh em chạy xe buýt thì đều biết ngồi xe buýt nó ồn. Dạ. Đặc biệt là cái tiếng ồn từ lốp xe vọng lên nghe khá là rõ. Dạ. Nhưng mà đâu đó thật ra mình đã chấp nhận một con xe gọi là nó có gen xe thể thao cho đua thì cái độ ồn nó có thì nó mới. Em nghĩ đó là một trong những thiết kế nó giúp cho chúng ta lái xe phấn khích hơn đấy. Khuyết điểm của nhiều người nhưng mà ưu điểm của mình. Bên cạnh đó là thật ra trong cái tầm giá của phân khúc hạng C thì Honda Civic thì cái tầm giá nó cũng nó nhỉnh hơn những cái hãng khác. Dạ. Do đó mình nghĩ là nếu mà Honda có thể trang bị thêm phần cốp đá điện thay vì chạy bằng cơm thì nó vẫn được, anh em vẫn ok hơn. Dạ. Tương truyền rằng là khi mà mình muốn lái xe hay ở trên những khung khúc xe hạng B này thì bắt buộc mọi người khuyên là nên lái Honda Civic. Đấy. Như vậy thì anh đánh giá như thế nào về phần vận hành cũng như là những cái trang bị về khung gầm, động cơ trên chiếc xe Honda Civic này? Thật ra về cảm giác lái thì Honda Civic xưa giờ nổi tiếng cảm giác lái. Dạ. Rất là phấn khích. Tuy động cơ 1.5 turbo nó đâu đó nó vẫn có hơi lag một tí xíu. Tuy nhiên mà ngoài cái chế độ chạy normal thì khi mà mình chỉnh qua chế độ chạy mà sport thì cái cảm giác phấn khích nó tăng lên, nó thay đổi đáng kể. Cái thứ hai là phần khung gầm. Thì với những pha đánh lái mà ở tốc độ nhanh, tốc độ cao, tầm đâu đó ra cao tốc ví dụ như là 80-100 thì cảm giác mình ngồi xe rất là đầm chắc và không có bị lắc, không bị bồng bềnh. Yeah. Ý mình dùng từ bồng bềnh. Đấy, chúng ta có một con đường rất là đẹp nè, anh có thể trải nghiệm. Ok, mình nghĩ là để Thiện một sở thị nha. Dạ. Đấy. Đấy, cảm giác xe rất là vững. Đúng rồi, vững. Không bồng bềnh, không bình.
theo ý muốn ha, mình đánh đi xe đi đâu thì nó theo cái ý muốn mình, giúp cho mình chính xác hơn. Có nghĩa là cái vô lăng của Civic rất nhạy, mình đi cao tốc mình chạy rất cực kỳ tự tin, cực kỳ an tâm. Yeah. Thật ra về chiều dài và chiều rộng cơ sở của xe thì nó tăng so với lại cái cả đời thứ 10. Yeah, thế cho nên là Thiện sẽ cảm thấy là cái khoang trong cabin, cả khoang sau, cái không gian ngồi thoải mái hơn. Yeah. Kể cả đối với những người cao, trên mình phần dư ra cũng rất là to. Điều này phải nói là thêm một điểm khen ở trên cái thiết kế ở trên thế hệ thứ 11 này, cái khung gầm nó mang lại cho chúng ta ngoài cái trải nghiệm tốt khi mà chúng ta cần vận hành, nó mang lại cái không gian rộng rãi khi mà mình ngồi ở trong xe, đặc biệt là khi mà anh sử dụng xe với mục đích gia đình, khi mà chở vợ con nhiều thì cái điều này nó hết sức quan trọng, giúp cho chiếc xe nó tiện nghi. Đặc biệt ở những pha mà quẹo tốc độ cao như mình vừa mới thực hiện á. Yeah. Thì ngoài cái khung gầm có cái thiết kế chắc chắn và độ cứng cao hơn Gen 10 thì cái hệ thống treo đa liên kết hiện nay mà được Honda thiết kế trên Gen 11 nó cũng là một phần góp phần cho cái sự ổn định và vững chắc. Yeah. Cho những pha đánh lái cao như thế. Đặc biệt khi mà mình đi, mình cán qua những cái vật cản nhỏ, những cái gờ giảm tốc này ha, các kiểu, thì mình sẽ cảm thấy rất rõ là cái xe nó stable. Yeah. Và đúng như anh nói là động cơ 1.5 lít turbo, đâu đó công suất thì em nghĩ là khoảng 176 mã kết hợp với hộp số CVT mà em đã từng trải nghiệm, thì mức công suất nó tương đối giúp cho chúng ta cũng có thể vận hành ở, đáp ứng được chúng ta nhiều cái cung đường. Và hơn hết nữa, nó kết hợp với hộp số CVT, nó mượt mà. Và cái cách mà vận hành của hộp số CVT của Civic nó khác so với cái thế giới hộp số của còn lại lắm. Mình cần mượt mà, nhưng mà khi mà mình cần bứt tốc á, thì khi bạn đạp thì nó vẫn phấn khích. Vẫn phấn khích, bắt được, ứng được. Và muốn phấn khích hơn nữa thì nó lại có thêm cái chế độ lá là Sport. Nó lại bổ trợ, nó giúp cho cái turbo mình nó sẽ sớm hơn, đưa đến sớm hơn, nó giúp cải thiện được cái vấn đề gọi là lắc turbo ở trên những cái dòng xe mà mọi người thường thường nói là turbo thì bị lắc, thì ở trên Civic này nó hạn chế được rất là nhiều. Hạn chế rất nhiều. Với một chiếc Honda Civic 2022 như thế này thì nó mang trong mình một cái yếu tố thể thao rất là nhiều. Như vậy thì không biết là anh có những cái bí kíp gì để khi mà mình sử dụng dung hòa giữa cái yếu tố là thể thao, vui chơi, đâu đó tốc độ tí xíu nhưng mà cần nhẹ nhàng, từ tốn dành cho gia đình, thì không biết là cái cách bạn sử dụng xe nó như thế nào để giúp cho mọi người đều vui vẻ khi mà lái trên xe. Thật ra cái này mình cũng không nghĩ nó là tip gì đâu anh Thiện. Thật ra nó là do cái cách lái của mình ở mỗi một cung đường. Ví dụ như là thường cuối tuần gia đình mình sẽ về chạy về quê. Yeah. Thăm bà, thì đâu đó đường đông thì mình cứ chạy ta rất là nhẹ nhàng thoải mái. Còn khi mà đi cả gia đình cùng đi chơi, đi tỉnh các kiểu, đi cao tốc thì vẫn cảm giác được khi ngồi trên con xe thể thao. Yeah. Như là Honda Civic thế hệ thứ 10, 11 đây. Yeah. Khi mà chỉnh qua chế độ là Sport, chạy đánh lái và lách các kiểu để vượt xe thì nó vẫn thỏa mãn cái cảm xúc thể thao. Yeah. Về mặt an toàn thì Honda Civic là một trong những con xe hạng C của nhà Honda lần đầu tiên được trang bị cái an toàn chủ động Honda Sensing. Ừ. Như vậy thì trong khi quá trình anh sử dụng thì anh thích sử dụng tính năng nào nhất trong hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing đó? Trong cái combo mà của cái hệ thống Honda Sensing thì nó có những cái như là cảnh báo chệch làn đường nè. Yeah. Rồi giữ khoảng cách xe phía trước nè, Yeah. Chạy theo xe phía trước nè, đèn pha thích ứng nè, đấy, dạ, vân vân vân. Thì cái tính năng mà cảnh báo chệch làn đường là cái mình thấy nó hay nhất. Mình đi tốc độ cao, chạy tốc độ trên 70 thì khi mà mình có thể mình lơ là tí xíu, để mình nhìn sang trái, nhìn sang phải tí xíu thì ngay lập tức Honda nó sẽ nhắc mình bằng việc rung. Dạ, rung vô lăng, và đâu đó ông sẽ đánh nhẹ lại cho mình. Ừ. Rất hay. Mà nó không quá can thiệp sâu vào, không giành cái quyền kiểm soát vô lăng của mình. Thấy mình thấy tính năng đó là rất là hiệu quả và cũng như là văn minh của Honda. Cái cách mà nó can thiệp vô cái hệ thống thì nó có làm cho anh bị giật mình hay không? Thật ra cái độ rung khi mà vô lăng ông cảnh báo mình nó cũng
vừa phải. Cái việc mà vô lăng tự đánh lái lại thì nó cũng rất nhẹ đây, nó không quá là mình khó chịu hay là giật mình. Đó là một trong những cái khác biệt mà hầu như là người dùng nào cũng nói với em là cái cách mà Honda Sensing đó nó can thiệp vào cái hệ thống, nó giúp cho mình lái xe là nó tự mình cảm giác nó tự tin hơn và nó nhẹ nhàng, từ tốn, nó không làm cho mình cái cách đó là tự nhiên á, nó không có làm cho mình giật mình. Đó là một trong những cái hay mà mình trải nghiệm được ở trên cái hệ thống an toàn dùng Honda Sensing. Để vịt lá tìm sâu thì chắc chắn rằng là khi mà anh là một người dùng thực tế là sử dụng chiếc xe thời gian dài là chắc chắn là sẽ có những cái điểm là anh không hài lòng trên chiếc xe. Anh có thể chia sẻ đến những người dùng ở trên diễn đàn ô tô Sài Gòn được biết là những cái mà anh không hài lòng khi mà anh sử dụng chiếc xe Honda Civic không? Với những gì Honda Civic mang lại thì khó tìm ra. Tuy nhiên mình cũng phải nói, có nghĩa là người yêu, cho dù yêu cách mấy thì cũng đâu đó cũng có những cái mình thấy. Thứ nhất, ví dụ là về cái độ ồn trên khoang cabin hồi nãy mình có đề cập. Cái giá của Civic thì đâu đó nó cũng nhỉnh hơn một tí xíu. Nhưng mà những cái đặc thù, những cái tính năng mà Honda Civic mang lại thì mình nghĩ là nó rất đáng đồng tiền mình bỏ ra. Dạ, cái giá trị mang lại nè. Mình cảm giác là nó xứng đáng với sự chờ đợi cũng như là cái giá của mình phải chi. Thật ra chúng ta tiếc khoảng 100-200 triệu. Nhưng mà chúng ta lấy số tiền đó mà mang đi độ á, thì chúng ta sẽ không có được những cái giá trị mà cốt lõi như thế này. Chúng ta có màn hình nè, chúng ta có sạc không dây nè, chúng ta có loa Bose, chúng ta có thiết kế ghế da và da lộn, rất là nhiều những cái trang bị mà hầu như với số tiền đó anh không thể độ được, mà đặc biệt là độ chính hãng. nó rất là khó. Quan trọng nhất là phần cảm giác lái của Honda Civic. Dạ. Có thể không thể tìm thấy ở những trên những chính xác. Đây là cũng là một vấn đề. Cảm giác lái, động cơ và khung gầm chúng ta không tìm thấy ở trên những con xe cùng phân khúc hạng xe đâu, không bao giờ có, chỉ có Civic. Rồi, một câu hỏi cuối cùng để chúng ta sẽ kết thúc video, đó là về chi phí nuôi xe, rồi bảo trì, bảo dưỡng, dịch vụ như thế nào. Anh có thể chia sẻ một vài điều cho mọi người có thể biết một cái bí mật không? Thật ra thì về cái chi phí nuôi xe thì với những con xe mới như này thì mình cũng chỉ tốn tiền xăng, cộ các kiểu, rửa xe, tánh bóng các kiểu thôi. Còn về phần bảo trì, bảo dưỡng cũng như là dịch vụ của Honda thì rất là tốt. Có nghĩa là khi mình đến, mình giao xe thì khi mà mình nhận xe thì xe đánh ra chờ mình leo lên và chỉ đi thôi. Nói chung là rất là good service. Yes. Dịch vụ hài lòng anh hả? Dịch vụ rất hài lòng. Và với người dùng thực tế như anh mà chọn xe một cách kỹ lưỡng mà anh đã đánh giá một cái dịch vụ nó hài lòng thì em nghĩ là chắc chắn rằng dịch vụ của Honda hết sức là tuyệt vời. Các bạn biết không, Honda Civic vừa đạt cái danh hiệu là xe được yêu thích nhất phân khúc C sedan do ô tô Sài Gòn và ô tô Fin tổ chức. Ngoài ra thì còn đạt giải xe của năm phân khúc C sedan tại Car World 2022 do báo VN Express tổ chức, và giải vô lăng xe phổ thông tại Car Choice World 2022 của Autoro tổ chức. Điều này làm tăng thêm cái uy tín cho Honda Civic nếu mà các bạn phải suy nghĩ và chọn lựa cái dòng xe này. Một lần nữa cảm ơn anh Dũng đã cùng ô tô Sài Gòn có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trên những dòng xe để có thể cho mọi người có thêm những thông tin tham khảo khi mà mọi người muốn sở hữu dòng xe, đặc biệt là Honda Civic. Nãy giờ qua những lời chia sẻ cũng như là cùng với lại ô tô Sài Gòn thì đúng anh em mình nhận định là Civic là con xe có giá trị trải nghiệm và cảm giác lái có thể gọi là đâu đó tốt phân khúc hạng xe, mình chỉ nói hạng xe thôi nha. Dạ đúng rồi. Đấy, thì hôm nay cũng rất là cảm ơn ô tô Sài Gòn cũng như là anh Thiện tạo cái điều kiện cho mình để chia sẻ cho các anh em đam mê xe, đặc biệt nói riêng là xe ô tô hạng xe. Đúng như anh Dũng đã chia sẻ nè, một con xe với thiết kế thể thao nè, vận hành thì phải nói là tuyệt vời trong phân khúc rồi. Ngoài ra thì nó lại được an toàn và còn tiện nghi khi mà được trang bị thêm cái hệ thống Honda Connect nữa. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của tôi Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.